Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về cái token IRONX này dựa vào cái white paper. Thì cái video của mình không nhằm mục đích khuyến khích hay xúi dục mọi người mua ICO mà chỉ muốn giới thiệu một cái sàn giao dịch. Thì mình thấy là có rất nhiều lợi ích trong tương lai cho các bạn được biết ha. Và khi mà đăng ký cái version beta của cái sàn IRONX Exchange này thì các bạn sẽ hưởng free 10 token IRONX ha. Thì giá hiện tại của token ICO là 0.43 đô và 10 token JORI thì các bạn sẽ được 4.3 đô ha. Thì IRONX thì nó có rất là nhiều đối tác lớn. Đầu tiên là IRONX Group nè, Emogo, HK nè và Emogo HK nè, có 3 đối tác lớn mà cái token IRONX này nó hướng tới ở với version 1.2 này ha. Thì cái IRONX này thì mình sẽ đi lướt sơ và các bạn một số nội dung chính về cái token IRONX. Thứ nhất là về một giới thiệu về cái token IRONX này. Thì cái token IRONX này thì được phát triển dựa trên của cái tập đoàn IRONX. Thì nó sẽ bao gồm cả plus và write trên đây, tức là vừa trading và vừa trao đổi tiền tệ và write ở trên đây, giống như là một cái sàn giao dịch truyền thống ha. Thì ngoài cái tính năng giống như một số sàn giao dịch truyền thống thì nó còn một cái số tính năng nổi bật như là safe asset nè, Retail Market, rồi quản lý sâu cái việc dữ liệu của người dùng nè, cũng như là cái việc process payment banking, rất là nhiều thông tin ở đây ha. Invest Retail cũng như là đem lợi ích tốt nhất cho cái người đầu tư vào lĩnh vực tiền tệ cái số này. Thì cái IRONX Group cũng như là cái IRONX Exchange thì hiện tại cái token IRONX này đã bán được rất là nhiều, nó thu được khoảng gần 20 đô và hiện tại thì cái giai đoạn sale token này còn 2 ngày nó sẽ kết thúc ha. Để bạn thấy nè, thì cái token này được đến từ Estonia thì nó hỗ trợ cái việc là vấn đề mà cái token IRONX này nó giải quyết được. Đầu tiên là cái mặt tối của cái Rito, thứ hai là Bull, thứ ba là Flash Fund Trading và thứ tư là Custom Support Traffic, năm là Technology Asset và Apple Online Secure. Các bạn có thể tìm thấy thông tin ở đây ha. Rồi này, về overview thì nó sẽ đưa ra cái tiềm năng của cái token này. Thì market năm 2018 là khoảng 700 tỷ đô và 2017 là khoảng 50 tỷ đô, thì nó phát triển rất là lớn ha. Cho nên cái việc token này sẽ đưa ra một cái sàn giao dịch đưa ra một cái số sàn so sánh với một cái số sàn giao dịch hiện tại nữa, như là Bismet, Bisfinet, Coinbase, Bisnan, Bistrix, Gaychain, Bisbox, KuCoin, Retobia và Lewislot. Thì nó IRONX thì muốn xây dựng một cái nền tảng như exchange giống ở hiện tại giống như vậy ha. Boson. Blackground thì các bạn có thấy là Best Exchange trên Euro Finance, Best Forex Education, Orbit Up, có rất nhiều giải thưởng ha. Thì họ đã tạo ra một sàn giao dịch riêng của mình ha. Những cái vấn đề mà để tạo ra sự thành công của họ, thứ nhất là cái việc regulation, là tạo sự quan hệ giữa cái, hay là cái tốc độ giao dịch này.
ba là kết tập support thì nó hỗ trợ cả 24/7 và level chat và có 30 vùng ngực khác nhau à. Về công nghệ nó sẽ đưa ra so sánh rất là chi tiết ha, rất là hay ở đây, cũng như là về partner nó cũng có robot partner lớn. Thì cái white paper này còn rất là nhiều điều, thì mình chỉ điểm qua một số thông tin chính thôi, thì các bạn có thể tự tìm hiểu về overview, mình sẽ để bên dưới video và sẽ chỉ cập những thông tin chính và những đặc điểm chính mà nó mang lại cho các bạn xem thôi ha. Đây còn rất là nhiều thông tin nữa, giống như là token nè, token sale là cái ha, bạn không phải 33 đô cho việc token sale. Total token supply nó sẽ là 82 triệu token ha. Như là minimum on bet nè, như là show cap, high cap, rất là nhiều. Về tem thì như bài đánh giá trước thì tem nó rất là lớn mạnh và cũng như là cái đội ngũ hỗ trợ của nó ha. Đây, bạn thấy. Và xin cảm ơn các bạn, bài review của mình về cái spoiler của cái token IRONX tới đây kết thúc. Thì có gì thắc mắc các bạn nhớ comment dưới video và mình sẽ viết thắc mắc cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại video sau.